Chào anh em, hôm nay mình sẽ dẫn anh em cách game AMVK Right to the top. Thì để hết con game này, đầu tiên em sẽ vào cho mình trang trình duyệt. Tiếp theo em sẽ mở cho mình đó chính là appmoji.com. Đây chính là web chuyên hack game của mình. Sau khi anh em vào được web này thì anh em gõ cho mình tên game mà anh em muốn hack ra và tìm kiếm. Tiếp theo em click cho mình vào chữ Get Now bên cạnh tên game đó. Em lướt xuống và ấn cho mình một download. Tại đây anh em sẽ có hai sự lựa chọn để tải xuống. Một là bản hack của iPhone, hai là bản hack của Android. Thì anh em sẽ chọn sao cho phù hợp với anh em được. Sau chọn xong thì web giúp anh em giải nghiến. Quá trình này mất tầm 5-7 giây. Anh em vui lòng chờ giúp mình. Sau khi giải nghiến thành công thì anh em ấn cho mình một download để xác nhận. Đến đây anh em sẽ tải cho mình hai ứng dụng bất kỳ về điện thoại, nhưng mình sẽ chọn cái đầu tiên là 25 Casino. Anh em ấn cho mình một chiếc free, nó sẽ đưa anh em thẳng đến App Store và Safe Play để em sẵn tải. Sau khi em tải thành công hai ứng dụng vừa rồi về thì giờ em sẽ mở cho mình từng ứng dụng một, mỗi ứng dụng em chơi cho mình tối thiểu 30 giây. Và đây là cái quan trọng anh em chú ý cho mình nhé. Sau khi anh em làm đủ các bước vừa rồi thì anh em sẽ chú ý cho mình. Như anh em thấy đây, lượng tài nguyên của mình là tăng lên rất nhiều và rất nhanh. Trước tất cả anh em làm theo mình thành công. Cảm ơn anh em đã xem video của mình.